Ngày hôm nay mình sẽ làm clip đó, cái tên là chơi backwork của anh mình xây nha. Cái tập 1 backwork của mình ấy thì bị tắt tiếng các bạn, lên là các bạn ông cạo cho mình. Ý, mình đang lấy đây đập như cái này này các bạn ạ, ra nhiều khúc gỗ lắm nên là bây giờ mình sẽ đập như cái thế. Uầy, nhiều nhá, nhiều ảo luôn, có bị đơ. Uầy, mình cho nhiều lắm. Ok, bây giờ đến đoạn mình ui rồi. Ok, uầy, hơi bị nhiều nhá các bạn. Oh my god, mình sẽ lấy hết nhá các bạn. Uầy, hết rồi. Tèo tèo. Và mình có này. Ui, anh mình rơi. Anh mình đang ở kia. Tèo. Chưa nha, em chưa xong. Em sẽ tạo cái rìu ấy. Chờ em tí, em chưa lắp xong. Cứ gáy em nó sợ chết luôn. Ai, ôi chết rồi. Em nỡ ăn sao? Thôi chơi lại nhá các bạn, thông cảm nhá. Nỡ ăn sao? Bây giờ mình sẽ cắt cái đoạn này. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã vào lại. World Weather ảo Mana Canada. Với người vào đờ lắm các bạn. Mình phải chờ mấy tiếng. Hụi. Các bạn thấy chưa. Ui ra nhiều nhờ các bạn. Ui ra nhiều. Xem mấy. Ui rồi. Ui, nhiều nha. Anh xây dựng ở kiểu nhiều. Kiểu Fimora. Oh my god. Em chơi bằng rừng nhưng mà em chưa kiếm được que. Cách nào để kiếm que? Ơi que ơi, que đâu. À, không biết rồi. Mà chưa có à? Hết gỗ rồi các bạn ơi, mình lấy mấy nhiều quá, hết gỗ rồi đâu. Chết rồi, hết gỗ rồi anh Thắng ơi. Tí nó cho em sang em lấy gỗ. Em đi. Không khi mồi. Thôi em sang nhà anh. Nhà anh để lấy. Chít đấy. Sao đập vào? Ui dồi, anh quỳ dở phải đi chưa?
Nè. Ui rồi. Anh đến đâu rồi á? Anh đến đây từ lâu rồi. Chào em, anh đến đây từ chiều. Anh xin lỗi nhá. Điều hết của mình. Em trả được để tặng nào. Không đủ anh đâu ấy. Em thoát đi. Chờ em nhá. Em lên để em lấy gỗ thật luôn. Ui ơi vàng á. Ảo man là Canada luôn. Gỗ. Anh có gỗ không? Anh có gỗ không? Đâu? Gỗ chưa ấy? Em cũng lấy hết này. Trời ơi, cái quân quay eo gì vậy? Anh có hai cái búa không? Búa. Cái rìu. Hả? Trời, xong phim. Đây, của em đây. Đây nha, cho này. Cái xin. Rồi, biến đi. Chưa. Quá. Em chưa chế tạo dụng cụ mà. Mà anh nói. Cà Mau. Dây của em. Máy của em có cần sợi vàng. Em tạo. Em sẽ lấy hết kim cương để tạo được những cái kim cương, rồi sau đó em chặt cái gỗ kia. Nhưng mà phải lấy sắt để lấy cuốc sắt để lấy sao ấy. Em lấy nhiều lắm nên là anh không cảm. Em lấy đâu? Nhưng mà em có 50 kim cương. Rồi em về em chế cắt tạo xem mấy. Ôi rồi. Lỡ có 15. Kim cương có 5. Thuyền này. Đường dây cao tốc. Ok. Em có 3 sợi đàn. Ôi! Chờ em nha. Bây giờ em sẽ đập cái gỗ này. Đập cái gỗ này ra. Hả? Đáng cười à? Ui trời ơi, nhiều gỗ thế các bạn. Ui, tận 43. Đấy, mình có 5 cái cương rồi, 5 vàng này. Mình sẽ lắp. Nhưng mà vẫn còn thiếu các bạn. May quá. Ôi chết rồi. Nào. Chờ
em còn chưa nhặt mà. Quá hết rồi. Em có 5-9 sắc. Nào, không đùa đâu. Nào, không đùa anh đâu. Không đùa anh đâu, em đang xây. Em đổ bom rồi. Thôi mình thấy video này dài thì các bạn hãy like, đừng quên like, share và subscribe nhá. Thôi hết đây, bây giờ mình sẽ làm đến tập 4.